Xin chào anh em, người chú thẩm. Chúng ta đã cùng nhau tiêu sạch bao nhiêu tiền rồi nhỉ? 250 triệu cho laptop Predator 21X này, 4.000 đô cho những bạn sinh viên giàu vượt sướng này. Và hôm nọ chúng ta đã cùng nhau tiêu thêm 50 triệu nữa cho những em học sinh cấp 3 không có gì ngoài điều kiện sinh ra đã ở vạch đích. Và ngày hôm nay sẽ là mức giá bao nhiêu đây? Có rất là nhiều anh em đã có yêu cầu rất là nhiều mức giá khác nhau, 300 chai, xong rồi 1,5 tỷ, xong rồi 50 chai, 40 chai, các thứ rất là nhiều. Nhưng làm gì thì cũng phải có quy trình, chúng ta đi từ sinh viên, học sinh cấp 3 rồi. Ngày hôm nay sẽ xuống với mức giá cho các em học sinh cấp 2, với mức giá để giúp các em có thể giúp phụ huynh tiêu bớt tiền cho đỡ nhiều. Giàu quá không biết làm gì thì có thể mua cái sản phẩm mà mình chuẩn bị đem về đây cho anh em. Và đây cũng là một sản phẩm mà Review Dạo sẽ là kênh đầu tiên ở Việt Nam được chính thức mở hộp và trên tay. Một sản phẩm cực kỳ đặc biệt mà mình nghĩ anh em xem xong sẽ phê như con tê tê luôn. Anh em đã sẵn sàng cho sản phẩm ngày hôm nay chưa? Đố anh em biết đây là hộp của sản phẩm gì và mức giá là bao nhiêu? Haha, đây là một sản phẩm rất là hay mà mình vừa mới nhận được, được gửi trực tiếp đến văn phòng Review Dạo bằng đường máy bay Vietnam Airlines. Và bây giờ mình sẽ cùng em unbox cái thùng to cổ cộ như này để xem ẩn dưới cái hộp này là cái gì. One hour later. Từ đến giờ bọn mình mất phải gần tiếng đồng hồ mới có thể đập được full hết một cái đống gỗ kia ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn unbox thứ hai bằng con dao huyền thoại. Ok, và đây chính là nhân vật mà mình đã nói đến từ đầu video đến giờ. Chiếc màn hình gaming ROG Strix XG27V. Một trong những cái màn hình gaming mới nhất đến từ Asus với một cái hộp to cổ cộ nha. Và mức giá của cái màn hình này sẽ vào khoảng 12 triệu, anh em có thể tham khảo ngay tại trang web của Alphard. Và với 12 triệu trong cái màn hình gaming thì các em cấp 2 có thể có được những cái gì từ cái màn hình như thế này? Anh sẽ cùng em mở hộp và trên tay nhanh ngay bây giờ. Và đây là màn hình gaming mới nhất đến từ Asus trị giá 12 triệu dành riêng cho gamer. Ngay bản thân cái từ Republic of Gamer cũng cho anh em biết được rằng cái màn hình này được thiết kế dành riêng cho những em nào là game thủ. Nhớ anh em cứ hay đọc là AOG, xong rồi ROG, xong rồi ROG. Kiểu thôi thì mình cứ đọc là AOG cho nó lành. Ngoài ra thì anh em lại nhìn thấy ở đây, do là một sản phẩm dành riêng cho gamer, do đó Asus đổ rất là nhiều tâm huyết vào, khiến cho cái thiết kế của chiếc màn hình này trở nên cực kỳ khác biệt. Và mình tẹo nữa sẽ quay full cái mặt sau cho anh em xem. Nguyên một dàn những cái họa tiết theo cái xu hướng Maya cổ đại, mình không nhớ có đúng hay không, nhưng mà nhìn nó cực kỳ chất. Trông nó như những cái bảng mạch điện tử chạy xuyên suốt trong cái cây gaming của chúng ta. Và ngoài ra có hai điểm khiến cho mình cảm thấy cái màn hình này rất đáng giá và rất nên có trong hệ thống gaming của anh em. Thứ nhất đó chính là mối cụm LED đằng sau Full RGB, anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh bằng những cái phím joystick, những cái phím nút bấm ở ngay bên này. Anh em muốn màu gì cũng có, muốn nó màu xanh đỏ, tím vàng, nâu đen trắng, muốn nó cycle theo hình rainbow, hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Và chưa hết, cái LED làm mình cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là cái LED ngay phía dưới này. Khi anh bật lên thì ngay lập tức cái logo ROG sẽ hiện ra ngay phía dưới này, logo hình con mắt giống đây, logo này, nó sẽ hiện ra màu đỏ sáng rực ở phía dưới. Đây là một cái màn hình sẽ rất phù hợp cho setup gaming nào của anh em hướng đến hai màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ, hai màu rất là lịch lãm, nam tính chất nhưng cực kỳ toát ra cái vẻ gọi là vẻ gaming. Cá nhân mình thấy 12 triệu đầu tư cho cái màn hình này nó sẽ là một cái khoản đầu tư nó hợp lý hơn rất là nhiều so sánh với cái việc chúng ta bỏ hẳn 50 triệu ra để mua cái màn hình Samsung mà lần trước mình có cùng em làm cái video hướng dẫn cho các em cấp 3 tiêu tiền ấy. Và với cái màn hình này đặc trưng dành cho gamer thì đương nhiên những cái công nghệ liên quan đến việc chơi game tất nhiên sẽ phải hiện hữu. Với một cái màn hình là 27 inch, độ phân giải là Full HD thì một trong những cái điểm mà Asus nhấn rất là mạnh trên màn hình này đó chính là công nghệ màn hình cong. Đối với một cái màn hình cong thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn nó bao quát hơn so với màn hình phẳng thông thường là rất nhiều. Nhưng tuy vậy thì màn hình này nó chỉ có độ phân giải là Full HD đi kèm với cái tỷ lệ màn hình là 16:9. Ngoài ra anh em sẽ có thêm những cái công nghệ phụ trợ cho việc chơi game. Thứ nhất là một tần số làm tươi màn hình 144Hz. 144Hz mà so với 60Hz thông thường thì nó là gấp đôi đấy. Có nghĩa là anh em nào mà hay chơi game FPS thì đây sẽ là một cái màn hình mà anh em rất là nên cân nhắc, 144Hz. Kể cả những gamer chuyên nghiệp, những gamer hardcore thì mình nghĩ 144Hz cũng là một trong những con số tiêu chuẩn mà những game thủ FPS nên tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta sẽ có được hỗ trợ thêm một công nghệ gọi là FreeSync đến từ AMD. Anh em nào mà dùng những cái card từ AMD mà dùng kèm cái màn hình này thì sẽ rất là chuẩn bài. Asus cũng rất chú trọng đến nhiều đối tượng gamer khác nhau. Anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh được cái màu sắc, cái cách hiển thị của màn hình tùy thuộc theo game mà chúng ta chơi. Chơi FPS hiển thị như thế nào, chơi mobile hiển thị ra sao, xem phim khoa học hiển thị như thế nào.
Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái điểm nữa, đó là tại sao trong tầm giá 12 triệu mà Asus không trang bị một cái tấm nền phân giải lớn, ví dụ như là 4K lên cái màn hình này. Cá nhân mình thấy đối với một tấm nền Full HD IPS như thế này thì nó sẽ thứ nhất là giảm được cái gánh nặng khi mà anh em gaming ở mức phân giải là 4K thì cái cây của chúng ta sẽ phải chịu áp lực là rất lớn lên cả CPU, VGA. Và ngoài ra một trong những cái điểm mà cá nhân mình rất là thích ở cái màn hình này, thứ nhất đó chính là cái thiết kế nó quá hầm hố, quá nam tính mạnh mẽ, đi kèm một dàn LED ngay đằng sau khi mà anh em đặt cạnh trong góc gaming của mình và chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ phả vào tường. Nó có thể đồng bộ hóa với cây gaming của anh em chẳng hạn, sẽ góp phần tạo nên cho chúng ta một góc gaming nó rất là tuyệt vời. Và trên đây là một cái bài trên tay rất là nhanh, một cái màn hình rất là mới đến từ Asus, một màn hình dành riêng cho những ai là game thủ. Màn hình ROG X G27V, một trong những cái màn hình mà mình cảm thấy là một khoản đầu tư nó cũng khá là xứng đáng trong tầm giá vào khoảng 12 triệu. Vậy anh em thấy sao? Một cái màn hình dành riêng cho gamer, một cái màn hình có đầy đủ những công nghệ cần thiết để chúng ta chơi game ở mức hardcore cũng như chuyên nghiệp, một cái màn hình có thiết kế hầm hố nam tính mạnh mẽ đi kèm dàn LED cả trên và đặc biệt là cái LED đỏ phía dưới này, thì 12 triệu đối với anh em có là một khoản đầu tư nó xứng đáng hay không? Đừng quên chia sẻ comment cũng như bình luận ý kiến cá nhân ở phía bên dưới. Mức giá cho video tiếp theo sẽ là bao nhiêu? Anh em sẽ là người quyết định, đừng quên comment ngay phía bên dưới luôn. Mình sẽ cố gắng cân nhắc và có thể mượn thêm, mua thêm hoặc là thó thêm những cái sản phẩm nó đắt tiền hơn, nó đáng quan tâm hơn và hấp dẫn hơn, để cùng em chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về những cái thiết bị phụ trợ cho gaming, màn hình, cây, gaming gear chẳng hạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau. Bye bye.